5 giải pháp chữa yếu sinh lý từ siêu thực phẩm tốt hơn cả hàu dành cho các quý ông. Đời sống tình dục viên mãn không chỉ mang đến sự khoái cảm mà còn góp phần quan trọng vào sức khỏe tổng thể của cả nam và nữ. Vậy để thổi bùng ham muốn và nâng tầm chuyện ấy, các bạn hãy theo dõi hết video này. Ngay sau đây, tôi, bác sĩ Trần Thành, chuyên gia với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nam khoa và y học giới tính, sẽ bật mí 5 cách dùng các loại thịt quen thuộc nhưng mang lại lợi ích bất ngờ cho sức khỏe tình dục phái mạnh. Từ xa xưa, thực phẩm đã được coi là liều thuốc quý để tăng ham muốn và hiệu suất tình dục. Trong đó, hàu nổi danh là thực phẩm bậc nhất, còn được gọi là Viagra tự nhiên giúp tăng cường sinh lý nam. Tuy nhiên, hàu lại là thực phẩm giàu cholesterol, do vậy không nên ăn hàu thường xuyên. Nhưng các bạn đừng lo lắng, có một loại thịt thơm, ngon, lành mạnh hơn mà các bạn có thể sử dụng thường xuyên, đó chính là thịt vịt. Không chỉ giúp kiểm soát đường huyết, thịt vịt còn có tác dụng bổ thận, tăng cường sức khỏe sinh lý cho cả nam và nữ. Loại thịt này có tính hàn, vị ngọt, hơi mặn, không độc, có tác dụng bổ huyết, giải độc, thanh nhiệt, dưỡng âm, lợi thấp nhiệt, điều hòa ngũ tạng, di tinh không miệng, điều hòa kinh nguyệt. Có nhiều cách sử dụng thịt vịt trong điều trị sinh lý nam giới. Các anh em có thể tham khảo một số cách phổ biến sau đây. Cách thứ nhất, thịt vịt hầm hạt điều. Hạt điều là nguồn cung cấp magie dồi dào, đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất ra testosterone, một hormone sinh dục nam cực kỳ quan trọng. Testosterone giúp nam giới tăng cường ham muốn tình dục, cải thiện khả năng cương dương và duy trì sức khỏe sinh sản. Kẽm cũng là một khoáng chất rất thiết yếu cho sản xuất tinh trùng và duy trì sức khỏe tuyến tiền liệt. Kẽm được tìm thấy trong hạt điều. Bên cạnh đó, nguồn selen dồi dào sẽ giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do và tăng cường hệ miễn dịch, tăng nồng độ testosterone, ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt phát triển. Do đó, sự kết hợp giữa thịt vịt và hạt điều được xem là bài thuốc bổ từ trong ra ngoài mà các anh em không nên bỏ qua. Món thứ hai, thịt vịt hầm đinh hương. Đinh hương là loại thảo mộc được sử dụng làm gia vị trong món ăn. Không những thế, nó còn mang đến lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, đặc biệt là ngăn ngừa ung thư và cải thiện sinh lý ở nam và nữ. Đinh hương giàu chất chống oxy hóa, protein, chất xơ, canxi, sắt, kẽm, kali, niacin, folat và các vitamin B, C, E, K và D, giúp tăng cường ham muốn ở nam và nữ, cũng có hiệu quả vô cùng trong điều trị các bệnh lý vô sinh. Món thịt vịt hầm đinh hương đặc biệt tốt cho những anh em gặp phải tình trạng xuất tinh sớm. Món thứ ba, thịt vịt hầm đông trùng hạ thảo. Chúng ta vẫn biết, đông trùng hạ thảo là một sản phẩm quý và rất bổ cho sức khỏe. Bổ sung đều đặn đông trùng hạ thảo sẽ giúp cơ thể sản sinh ra hàm lượng ATP lớn. ATP là một phân tử có chức năng tăng sức bền, tăng sự dẻo dai cho cơ bắp. Thêm vào đó, những dưỡng chất khác sẽ giúp cho nam giới cải thiện sức khỏe, sức bền, từ đó làm tăng cường chức năng sinh lý. Ngoài ra, loại thảo dược này cũng giúp cải thiện chất lượng tinh trùng, hỗ trợ rất nhiều cho những người đang mong muốn sinh con. Món thứ tư, thịt vịt nấu tôm. Tôm là nguồn thực phẩm dồi dào, chất quý như protein, canxi, axit béo, omega 3, vitamin B1, B2, vân vân. Đặc biệt, thành phần kẽm và vitamin D của trong tôm giúp tăng cường testosterone, cải thiện chức năng sinh lý nam giới một cách hiệu quả. Do đó, người ta vẫn nói vui vui với nhau rằng thịt vịt mà kết hợp với tôm thì có mà hết nước chấm thôi các anh em ạ. Món ăn thứ năm, cải thiện yếu sinh lý bằng thịt vịt và gừng. Gừng là vị thuốc có vị cay, tính ấm, những chất có khả năng kích thích mạnh giúp tăng cường ham muốn. Bên cạnh đó, các chất có trong gừng có giúp tăng tuần hoàn máu đến cơ quan sinh dục, giúp dương vật cương cứng lâu hơn, nhờ đó giúp kéo dài thời gian quan hệ hơn. Lợi ích của thịt vịt là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, những nhóm người sau đây cần tránh ăn loại thịt này, kẻo bệnh tình thêm phần trầm trọng. Nhóm thứ nhất, những người có hệ tiêu hóa không tốt. Theo y học cổ truyền, thịt vịt mang tính lạnh có thể làm suy giảm chức năng hệ tiêu hóa, thận và hệ miễn dịch ở những người có sức đề kháng yếu. Hơn nữa, những người có cơ địa lạnh cũng có nguy cơ cao mắc phải các chứng bệnh liên quan đến xương khớp nếu tiêu thụ với lượng thịt vịt nhiều. Thứ hai, những người đang bị cảm. Những người này thường yếu và mệt mỏi hơn bình thường. Trong khi đó, thịt vịt vốn có tính hàn, gây giảm nhiệt. Những người cảm lạnh cảm thấy lạnh trong bụng, tiêu chảy và không thoải mái. Nếu ăn vịt trong giai đoạn này thì tình trạng bệnh có thể trở nên tồi tệ hơn. Thứ ba, những người bị ho nên tránh ăn thực phẩm có vị tanh như thịt vịt vì chúng có thể gây khó thở và kích ứng, làm cho tình trạng ho của bạn trở nên nghiêm trọng hơn. Trên đây là 5 cách chữa yếu sinh lý tại nhà bằng thịt vịt đơn giản. Hãy thử áp dụng và chia sẻ cho chúng tôi biết hiệu quả mà bạn đã đạt được như thế nào. Ngoài ra, còn rất nhiều mẹo chữa yếu sinh lý không dùng thuốc như thông qua các loại thịt, rau, nước uống. Anh em có thể theo dõi và tham khảo trên kênh YouTube Bác sĩ Trần Thành Nam Khoa. Chúng ta không nên quá lo lắng vì yếu sinh lý là vấn đề hoàn toàn có thể khắc phục được. Ở mức độ nhẹ, việc sử dụng các phương pháp tự nhiên như trên gần như sẽ đem lại kết quả tốt. Nhưng nếu tình trạng của bạn diễn ra trong một thời gian dài, mất cảm giác ham muốn, dương vật không thể cương cứng, hoạt động tình dục không thể thực hiện được, hãy đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa uy tín về Nam Khoa để được thăm khám và có các biện pháp điều trị kịp thời. Nếu còn những thắc mắc nào liên quan đến tình trạng sức khỏe, các bệnh lý Nam Khoa, các bạn có thể để lại bình luận phía dưới hoặc liên hệ trực tiếp với tôi để được giải đáp. Bác sĩ Trần Thành và đội ngũ cộng sự của mình sẽ luôn ở đây lắng nghe, chia sẻ, đồng hành và thấu hiểu cùng các anh em trên hành trình tìm lại bản lĩnh khỏe mạnh. Đừng quên đăng ký kênh để có thể theo dõi thêm nhiều thông tin hữu ích về sức khỏe nhé. Bác sĩ Trần Thành xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.